Trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu xin kính chào quý vị, rất vui khi được trở lại cùng quý vị trong những video mới. Và trong video lần này, Trung tâm sẽ truyền tải tới quý vị về việc đi lắp đặt và vận chuyển cho khách hàng một số sản phẩm như bàn thờ, đồng hồ, lục bình và tượng gỗ đến tận tay các gia đình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Như trên video quý vị đang theo dõi thì nhân viên của Trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu đang đi lắp đặt một bộ bàn thờ được làm bằng chất liệu gỗ vụn cho một gia đình khách hàng có địa chỉ ở tại Hà Nội. Và thờ cúng ông bà tổ tiên là một trong những phong tục tập quán, một tín ngưỡng lâu đời. Trong mỗi gia đình đều có bàn thờ gia tiên, và trên bàn thờ gia tiên được trưng bày những đồ vật mang ý nghĩa tâm linh. Mỗi đồ vật sẽ thể hiện sự tôn kính với tổ tiên. Bàn thờ gia tiên là một phần không thể thiếu. Bàn thờ là nơi thờ cúng ông bà tổ tiên và biểu hiện sự hiếu kính của con cháu đối với những người đã có công sinh thành nuôi dưỡng, và là nơi để kết nối với trần tục, với thế giới tâm linh để gửi gắm những nguyện vọng và mong muốn của gia đình. Và bàn thờ cần phải đảm bảo yếu tố hài hòa về kích thước, màu sắc phù hợp với tổng thể thiết kế của ngôi nhà thì nó sẽ thể hiện được sự tôn kính của con cháu đối với tổ tiên và thần linh. Bàn thờ gia tiên thường ít được di chuyển và thay đổi trong mỗi ngôi nhà, vì vậy khi khách hàng lựa chọn nên chọn cho mình một sản phẩm ưng ý nhất và chất liệu gỗ có độ bền lâu năm, chống mối mọt. Các hộ gia đình thường mua sắm bàn thờ vào những lúc ví dụ như là mới xây nhà hoặc sửa sang nhà cửa, bàn thờ đã cũ và muốn thay mới, hoặc những gia đình mới cưới và muốn ra ở riêng. Trong khi trước khi được mang vào nhà để thờ cúng gia tiên thì bàn thờ sẽ được lắp đặt bên ngoài và rồi sẽ được mời thầy về để làm lễ rồi mới được đem vào nhà để sử dụng. Các vật phẩm được trang trí ở trên một bàn thờ gồm có là lư hương, bát nhang, chân đèn, bình hoa, hũ đựng nhang, ly nước, đĩa trái cây, khay nước, bình sen, đèn dầu và đũa thờ. Và trong mỗi dịp Tết đến xuân về thì vào khoảng 25 âm tháng 12 âm lịch hàng năm thì các gia đình sẽ thực hiện dọn dẹp bàn thờ để đón năm mới. Việc dọn dẹp sẽ mang ý nghĩa bỏ đi những cái cũ của những năm đã qua và dọn sạch sẽ để cho gia tiên có một không gian mới để đón một năm mới tràn đầy sức sống, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, để gia tiên phù hộ cho con cháu luôn mạnh khỏe và làm ăn phát tài phát lộc. Quý vị đang nhìn thấy trên video chính là bàn thờ được làm bằng gỗ vụn. Sản phẩm được phun lên một lớp đu bóng cao cấp để tạo nên độ bóng cho sản phẩm, tạo nên sự độ. Tùy không gian diện tích của từng ngôi nhà và sở thích của mỗi khách hàng thì mỗi khách hàng sẽ lựa chọn cho mình những sản phẩm phù hợp nhất. Trước những sản phẩm được giao đến tận tay khách hàng cho từng hộ gia đình thì
những thành viên trong gia đình cũng kiểm tra rất là kỹ lưỡng. Và phần tiếp theo của video xin được chia sẻ tới cho quý vị, đó là lắp một bộ bàn thờ được làm bằng gỗ hương cho một anh chị khách hàng tại thành phố Thái Nguyên. Và cũng như phần đầu của video thì bàn thờ này sẽ được lắp đặt bên ngoài trước và sẽ được gia chủ chọn ngày và mời thầy về làm lễ rồi mới được di chuyển bàn thờ vào trong nhà để sử dụng. Quá trình lắp bàn thờ thì mất khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút. Và niềm vui, niềm hạnh phúc của trung tâm đồ gỗ Văn Sáu chính là được lắp đặt cho những các hộ gia đình những sản phẩm về đồ gỗ từ trung tâm. Tiếp theo thì nhân viên của trung tâm đồ gỗ Văn Sáu đi lắp cho hộ gia đình của một bác, đó là bộ sản phẩm về đồng hồ được làm bằng gỗ một đuôi công. Và gia đình cô chú này thì mua bàn thờ về để gửi về dưới quê trong dịp lễ Tết, và hiện tại thì đang để tạm một cửa hàng. Bộ bàn thờ được làm bằng chất liệu gỗ mu đuôi công thì cũng rất sang trọng. Việc lắp đặt bộ đồng hồ này ở trong phòng khách thì sẽ tôn lên vẻ sang trọng và đẳng cấp cho hộ gia đình. Và phần cuối của video xin được chia sẻ tới quý vị, đó chính là việc lắp đặt hai đôi lục bình được làm bằng gỗ hương và một tượng Di Lặc được làm bằng gỗ Ngọc An cho một gia đình anh chị cũng thuộc thành phố Thái Nguyên. Được sự tin tưởng và có uy tín chất lượng cho nên gia đình anh chị này cũng đã mua rất nhiều sản phẩm từ trung tâm đồ gỗ Văn Sáu. Và quý vị nào muốn mua những sản phẩm được giới thiệu trên video thì hãy nhấc máy lên và gọi điện đến số điện thoại 0968152070 hoặc 0972282070 để được đặt hàng. Và xin được kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào các video tiếp theo.